Rồi chào anh em, đây là ống kính Samyang tiêu cự 85 khẩu 1.4, bộ ống kính có tiêu cự lớn để chụp chân dung. Samyang có rất là nhiều ống kính góc rộng 8, 16, 12, 24 gì đó, rất là nhiều. Tiêu cự 85 của Samyang là được đánh giá rất là cao về cái mặt hữu dụng đó. Có nghĩa là người dùng họ cần cái ống kính tiêu cự rất là nhiều để chụp chân dung, chụp xóa phông gì đó. Rồi trước đây thì Samyang đã làm cái ống kính tiêu cự 85 và khẩu 1.4 này rồi, nhưng mà nó là cái ống kính lên nét thủ công MF cách đây khoảng 5-6 năm, nó cũng có những cái giới hạn của nó. Thì đây là cái phiên bản tiếp theo lấy nét tự động AF. Đó thì mình mượn được cái ống dành cho ống kính dành cho ngàm Canon máy ảnh full frame. Chúng ta so sánh cái chiều cao và kích thước của cái ống kính này với lại ống kính 85 của Canon hay là ống kính Sigma 85 ạc đó, thì cái ống Samyang này kích thước nó thấp hơn khá là nhiều. Cái quan trọng là mình là người cầm cái ống kính này trên tay thì cảm giác ban đầu đó là gì? Một ống kính tiêu cự 85 mình cầm rất là nhiều ống kính khác nhau thì nó nặng lắm. Tại vì với một cái ống kính khẩu lớn thì cái thấu kính đầu tiên, cái phi này rất là lớn nè. Nhưng mà cầm cái ống kính này thì rất là nhẹ. Đó, nhẹ. Thì Samyang nói là làm gọn nhẹ hơn để phục vụ cho sự linh hoạt. Khi cầm lên thì cảm giác là nó nhẹ nhẹ, nó không có kiểu giống như là chắc tay của một cái ống kính chất lượng. Bây giờ mình gắn vào trong cái 5D Mark 4 để mình thử coi là cái tốc độ lấy nét cũng như là cái sự êm mượt của nó như thế nào. Khi gắn vào trong cái 5D Mark 4 này, đúng ngàm của nó luôn là ngàm EF đây. Mặc dù là nó đã nhỏ hơn cái ống kính chính hãng rồi nhưng mà mình thấy nó vẫn to, chắc là do gắn cái hút này. Samyang làm khá là đơn giản, chúng ta thấy là mặt dưới in rất là rõ, sản xuất tại Hàn Quốc, Korea. Trên này cũng vậy. Ở bên này thì chỉ có một nút gạt duy nhất thôi, là chúng ta có thể lấy nét tự động hoặc là lấy nét thủ công MF hoặc AF ở đây. Và nó là cái viền màu đỏ. Rồi Samyang nói là cái ống kính này họ đã có cái sự cố gắng rất là nhiều để cải thiện chất lượng hình ảnh. Thứ nhất là họ tráng phủ trên cái bề mặt của cái thấu kính đầu này rất là nhiều cái lớp coating để mà khử các cái tia sáng xấu, tạo ra cái ảnh nó ít bị flare, bị chói sáng của các cái tia sáng mà nó bẻ, bị gấp khúc hoặc là nó phản chiếu phức tạp khi mà cái luồng sáng đi vào trong cái đi qua cái ống kính để vào trong cái tấm cảm biến. Thì cái lớp tráng phủ đó Samyang bảo là nó là lớp đa cấp, nhiều lớp với công nghệ mới nhất của cái hãng quang học Samyang này. Khi mà chúng ta mở khẩu tối đa ở đây là f1.4 thì cái vùng rìa ảnh nó rất là dễ bị mờ dần, tức là càng xa cái điểm trung tâm của hình ảnh nhé, càng xa trục tâm thì ảnh nó càng giảm dần. Thì Samyang nói là họ đã tăng cường các lớp tráng phủ của chất lượng của cái thấu kính của họ để giảm bớt cái hiện tượng mờ vùng rìa ảnh. Thứ hai là họ trang bị cái hệ thống motor lấy nét êm và nó nhanh, chính xác. Mình thử thì mình thấy đúng là rất là nhanh. Mình nghĩ là sẽ trải nghiệm cái ống kính này kỹ để cho anh em thấy chất lượng có đúng như là hãng họ công bố hay không. Về mặt giá cả thôi thì đây cũng có thể là một cái giải pháp thay thế cho những anh em ít tiền hơn, không đủ khả năng mua ống chính hãng. Và chúng ta có thể mua cái ống kính này với tiêu cự này để thay thế cho cái nhu cầu chụp ở tiêu cự 85, chụp chân dung hay là xóa phông gì đấy. Hiện tại thì chưa có cái ngàm cho FE của Sony. Thì ở đây có cái ngàm Comline. Khi gắn cái ngàm Comline chuyển ngàm để xài ống kính Samyang Canon vô trong cái A7 thì như thế này. Cái ngàm này nó có giá như là khoảng trên dưới 4 triệu gì đó một chút xíu. Thì mình sẽ có cái trải nghiệm này để chia sẻ cho anh em nhiều hơn về chất lượng trải nghiệm thực tế của cái ống kính Samyang 85 1.4 của cái ngàm Canon này. Ok, cảm ơn anh em.